Cái thứ ba là vô hình trung, khi mà mình cho cá ăn cám mà mình cho ăn quá nhiều đi, ví dụ giống như cám vẫn còn hạn sử dụng, mình cho ăn quá nhiều đi, thì vô tình mình sẽ làm thụt nước. Cá ăn không hết mà, cá ăn cám không hết, thì vô tình chung là mình sẽ làm đục nước. Khi các bạn không thay nước, nó sẽ làm đục nước. Và những khi làm đục nước đó, nó sẽ sinh ra những con vi sinh có hại. Sinh ra những con vi sinh có hại nha các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. HAD TV đã quay trở lại. Thì hôm nay kênh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để phòng chống cá không bị nấm, và cho cá ăn những thứ gì, và môi trường sống của cá như thế nào để cho cá không bị nấm. Thì chúng ta cùng bắt đầu nha. Thì đối với mình nuôi cá ở nhà, thì mình cho cá ăn những loại thức ăn, 4 loại thức ăn. Thứ nhất cám, thứ hai là bo bo, thứ ba chuồn chỉ, và thứ tư là atemia. Và mình kết hợp với 4 loại thức ăn đó để cá có thể thay đổi thức ăn và cá sống tốt, cá sống khỏe, lên màu đẹp. Và đó là cách mà ở nhà mình đang nuôi. Thì cho cá ăn như thế nào cho vừa phải và có mức độ, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thì ở nhà các bạn có phải là các bạn cho cá ăn cám nhiều hay không? Mình nói cái thứ nhất là cám mà các bạn cho cá ăn nhiều á, thì thứ nhất là có thể là làm do nước. Và cám các bạn mua, các bạn phải biết là nó còn hạn sử dụng hay không. Chứ mà bạn mua một cái lọ như thế này và không có nhãn dán, không có mát gì hết, thì bạn không biết là nó còn hạn sử dụng hay không. Về các bạn cho cá ăn, thứ nhất là cá ăn không được. Mà cá đã ăn không được thì mặc định là cám nó sẽ nằm ở dưới đáy các bạn, nằm ở dưới đáy, và lâu ngày các bạn không vệ sinh hồ hoặc là các bạn lười vệ sinh hồ thì vô hình trung làm cho cái môi trường sống của cá nó bị thay đổi. Cái đó nó bị thay đổi là thay đổi như thế nào? Thứ nhất là nồng độ pH nó bị thay đổi và làm cá, thứ nhất là cá nó sống không tốt, và tại vì do cái môi trường nó như vậy, cái môi trường nó được đang bị ô nhiễm rồi thì cá làm sao mà sống tốt được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, vô hình trung là mình đã làm do nước rồi. Cái thứ hai là cái lượng pH là nó sẽ tăng nồng độ pH hoặc là giảm nồng độ pH. Mà thường mình cho ăn cám á, thì chắc chắn là cái môi trường nước của các bạn á, là nó sẽ nồng độ pH nó sẽ bị giảm, chắc chắn luôn, nồng độ pH nó sẽ bị giảm và làm cho cá sống không tốt. Đó, cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là vô hình trung, khi mà mình cho cá ăn cám mà mình cho ăn quá nhiều đi, ví dụ giống như cám vẫn còn hạn sử dụng, mình cho ăn quá nhiều đi, thì vô tình mình sẽ làm thụt nước. Cá ăn không hết mà, cá ăn cám không hết, thì vô tình chung là mình sẽ làm đục nước. Khi các bạn không thay nước, nó sẽ làm đục nước. Và khi làm đục nước đó, nó sẽ sinh ra những con vi sinh có hại. Thì mình thường là mình xài những BSB á, là đó là vi sinh có lợi. Còn đây cá nó sẽ sinh ra những con vi sinh có hại và nó làm hại những con cá đẹp của các bạn. Và đó là lý do tại sao cá của các bạn bị nấm. Lý do tại sao cá của các bạn bị nấm là như vậy. Vậy mình hỏi các bạn là tại sao chúng ta không phòng chống nó trước, để chúng ta bắt đầu khi mà nó đã bị rồi chúng ta lại phải đi chữa trị cho nó, như vậy có phải là cực cho chúng ta hay không? Quá là cực cho chúng ta, đúng không? Vậy tại sao chúng ta không phòng chống cho nó trước? Phòng chống bằng cách nào? Bằng cách như thế này các bạn. Nếu mà ở nhà các bạn, chỗ của các bạn không có bo bo, không có chuồng chỉ, thì các bạn cũng có thể là mình mua cám mà các bạn mua ở chỗ nào thật là uy tín, cám còn hạn sử dụng. Và cái thứ hai là các bạn về cho cá ăn, cá
cá ăn á, thì các bạn cho một cái lượng vừa phải. Tránh trường hợp là các bạn cho quá nhiều đi. Ví dụ giống như những các bạn mới chơi đó, các bạn mới chơi cá, thường là các bạn có một cái tâm lý là bỏ thịt nhiều để cho cá ăn. Cá ăn nhiều thì cá mập, đúng không? Cá mập thì cá mau lớn đó. Các bạn sẽ có những cái tâm lý đó. Và khi các bạn bỏ vô cá nó ăn, bạn cá ăn không hết, thì vô tình chung là nó sẽ làm đục nước. Nó sẽ lắng ở dưới đáy á, rồi bắt đầu làm đục nước. Nếu mà các bạn không bị sinh hồ thì nó sẽ làm đục nước và làm hại môi trường sống của nó. Và cuối cùng là cá bạn bị nấm thôi đó. Còn nếu mà nhà các bạn, chỗ của các bạn ở có bo bo, có chuồng chỉ, các bạn nên mua bo bo, chuồng chỉ. Và mình lưu ý các bạn là khi mà bạn mua bo bo chuồng chỉ về, các bạn phải lọc, các bạn phải lọc, bạn có một cái lưới các bạn phải lọc ở dưới nước để cho nó ra những chất dơ, những chất bùn đi, hạn chế đi, hạn chế là cho những ra những chất dơ, chất bùn đi. Đó. Thì khi mình cho cá ăn, cá nó đỡ bị bệnh hơn. Nha. Còn những bạn nào mà có tiền thì mình nên mua Artemia. Tại vì Artemia là cái môi trường tốt nhất, là cái thực phẩm tốt nhất cho cá. Đó. Cá ăn chắc chắn là sẽ không bị bệnh gì đâu. Tại vì nó sống trong một cái môi trường muối và nó cực kỳ là sạch sẽ. Đó. Cá ăn sẽ rất là tốt, tốt cho sức khỏe cho cá. Và cá là lên màu đẹp nữa. Đó. Còn đối với mình ở nhà mình đó, thì nãy mình cũng nói với các bạn là mình cho 4 loại thức ăn luôn, vừa cám, vừa bông bo, vừa chùm chỉ, vừa Artemia. Đó, 4 loại thức ăn. Và tại sao mình nói tại sao là mình cho lại 4 loại thức ăn như thế vậy? Tại sao mình không cho là ăn bông bo thôi, ăn chùm chỉ thôi, hoặc là ăn Artemia thôi? Đó. Tại vì các bạn biết tại sao hay không? Tại vì giống như mình thôi. Giống như mình đó, một tuần mà các bạn ăn thịt heo không đi, các bạn cảm thấy ngán không? Ngán đúng không? Ví dụ bạn ăn thịt bò không đi, bạn ăn miếng ngán không? Ăn hải sản một tuần, một tháng không đi, ăn ngán không? Ngán. Cá cũng vậy thôi. Nếu mà bạn thay đổi cái thức ăn cho nó, thay đổi thức ăn cho nó, thì cái mùi vị của những mỗi loại thức ăn nó khác nhau, nó sẽ cá nó ăn vô nó sẽ kích thích nha các bạn, mau lớn mà lên màu đẹp nữa. Đó. Nên là các bạn, mình khuyên các bạn là thay đổi thức ăn cho cá thường xuyên. Và đặc biệt là cám, là các bạn chú ý là nếu mà cho cá ăn thì cho ăn một cái lượng vừa phải. Một lượng vừa phải thôi nha các bạn. Mình không khuyên các bạn là cho ăn cám quá nhiều. Tại vì ở nhà mình thì một tuần á, mình được cho ăn cám khoảng nhiều lần, hai lần thôi. Không có cho ăn nhiều. Tại ăn nhiều vô tình làm đục nước. Và mình nhắc các bạn là các bạn hãy nên thay nước thường xuyên. Một ngày các bạn nên thay 10% nước, hoặc các bạn nằm bẩn á thì có thể là 2 ngày hoặc là 3 ngày các bạn nên thay nước đó, chứ đừng có để một tuần bắt đầu các bạn thay nước. Đó là cái lý do làm sao để nuôi cá sống khỏe, sống tốt. Thì bây giờ mình test cho các bạn thử là mình đã để cám chỉ mới có 3 ngày thôi, mình để cám để test cho các bạn, để làm cho các bạn một cái video này để 3 ngày để coi là nó như thế nào. Đó. Đây là cái lọ cám của mình. Đó. Mình đã bỏ vô trong nước, này và mình đã ủ trong 3 ngày rồi. Đây, mình cho các bạn xem nha. Đó. Các bạn xem nè, ghê không? Màu nó rất là đậm và cặn rất là nhiều và đục nước, nước rất là dơ. Đó. Thực sự là nó rất là thúi nha các bạn, thúi lắm, thúi kinh khủng luôn. Mới để có 3 ngàn thôi mà nó đã thúi như vậy, thúi lắm, mình không dám mở đâu. Lúc nãy mình mở ra thử thúi quất luôn á, thúi lắm. Bây giờ mình không dám mở, mình mở là mình chạy luôn á. Nên là xin lỗi các bạn, mình không mở nha, thúi lắm. Thì đó, các bạn nghĩ sao mới để có 3 ngày thôi mà nó đã như vậy, mà nó đã thúi như vậy, thì cá làm sao mà sống được. Mình ở đây mình ngửi mình còn thấy thúi mà, thúi quất luôn. Nên là cá không sống được đâu. Nên các bạn lưu ý cho cá ăn cám, đặc biệt là cám nha. Ăn một cái lượng vừa phải.
Đó, ăn một lượng vừa phải thôi, đừng có cho ăn quá nhiều. Và nếu mà các bạn cho ăn nhiều á, thì các bạn phải thay nước thường xuyên. Thay nước thường xuyên cho mình nha. Thay nước thường xuyên cho mình. Và những cái điều mà mình nói á, các bạn lưu ý á, lưu ý những cái điều đó để làm cho cái hành trang của các bạn. Thì nãy giờ qua những chia sẻ kinh nghiệm của mình nuôi cá làm sao để phòng chống cá không bị nấm đó. Thì các bạn cũng, nãy giờ các bạn xem video các bạn cũng thấy là đây nãy mình đang để nguyên một cái hồ cá nhỏ nhỏ. Thì các bạn có biết đây là dòng gì không? Đây, mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây là dòng Bluegrass nha các bạn. Bluegrass. Các bạn thấy đẹp không? Lên màu đẹp không? Đó, rất là đẹp nha các bạn. Đó, lên màu xanh lè luôn. Đó, này là Bluegrass. Bluegrass nhà mình nha. Đó, đó. Thì hôm nay mình cũng xin giới thiệu kênh HADTV sinh ra là dùng để chia sẻ kinh nghiệm thực tế nuôi cá như thế nào. Nuôi cá như thế nào để cho cá sống tốt. Nuôi cá như thế nào để cho cá lên màu đẹp. Và nuôi cá như thế nào để cho cá màu lớn. Và kênh của mong cũng mong rằng tất cả các bạn hãy đặt thật nhiều câu hỏi cho kênh. Và kênh sẽ trả lời tất cả những câu hỏi đó qua những video thực tế. Và các bạn hãy subscribe kênh và nhấn chuông để nhận được những cái video hoàn toàn miễn phí nhé. À, qua đây kênh cũng xin chúc cho tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe, chúc cho các bạn nuôi cá thành công, chúc cho các bạn cùng với mình giúp cho cộng đồng nuôi cá ngày càng phát triển. Và các bạn đừng quên subscribe kênh và nhấn chuông nhé để nhận được tất cả những cái video mình sẽ trả lời những câu hỏi của các bạn qua những video thực tế đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.